Xin chào, tôi là Đặng Quang Toản và hiện tại tôi đang là nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và đồng thời tôi cũng đang là người đào tạo ở trong lĩnh vực này. Và trong video này thì tôi muốn chia sẻ với bạn một chủ đề mà đang được rất nhiều bạn trẻ đang quan tâm, đặc biệt là những người đang mới bước chân vào YouTube, mới bắt đầu hoặc là nhen nhóm những ý tưởng làm YouTube nhưng mà chưa biết làm bắt đầu từ đâu, đặc biệt đó là quay video như nào. Thì tôi muốn làm cái nội dung video này để hướng dẫn cho các bạn cái cách quay video YouTube đơn giản, dễ làm và hiệu quả dành cho người mới bắt đầu. Và cái nội dung này là một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan trước để bạn có thể định hình cái phong cách, cái mô típ mình làm như thế nào để có được một lựa chọn, một cái cách quay video nó phù hợp và nó đơn giản nhất nhưng nó lại đem lại hiệu quả cao, được chưa? Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái màn hình máy tính lên để chia sẻ với bạn nó được dễ dàng hơn. Rồi, các bạn hãy chú ý lên trên màn hình nha. Và đầu tiên, trước khi nói về cái cách quay video YouTube như thế nào cho nó hay, cho nó đơn giản, cho nó hiệu quả, thì tôi muốn các bạn phải định hình rằng, tôi muốn hỏi các bạn và các bạn hãy tự trả lời cho bạn cái câu hỏi đó là cái chủ đề bạn đang làm là cái chủ đề gì? Tại sao chúng ta lại phải trả lời cái chủ đề chúng ta đang làm trước khi mà chúng ta đang cần tìm hiểu về cái cách quay video trên YouTube? Bởi vì cái chủ đề nó cũng liên quan rất nhiều đến việc là quay video YouTube như nào, cái mô típ quay video YouTube như nào. Tôi lấy ví dụ như sau, tôi tạm chia, nó có rất nhiều dạng chủ đề nhưng tôi tạm chia thành ba cái dạng chủ đề phổ biến cũng như là nó khác nhau ở trên YouTube bây giờ, được chưa? Ba cái dạng chủ đề, ví dụ như là chủ đề đầu tiên là dạng chủ đề hướng dẫn, rồi là chia sẻ kiến thức, giống như là cái chủ đề mà tôi đang làm. Bạn đang xem video bây giờ đó là bạn đang xem cái video mà tôi đang làm, cái chủ đề là tôi hướng dẫn bạn, đúng không? Hoặc tôi chia sẻ cái kiến thức của tôi cho bạn. Đó thì đây là một dạng chủ đề, được chưa? Rồi cái chủ đề thứ hai là cái dạng chủ đề tin tức. Như các bạn đang thấy rằng là có rất nhiều những cái kênh thuộc cái dạng chủ đề chia sẻ cái tin tức là tin tức về sức khỏe, tin tức về các cái chủ đề khác nhau. Có nghĩa là cái dạng tin tức là dạng mà có người dẫn, rồi là sau đó là có những cái hình ảnh và video minh họa, được chưa? Tí nữa tôi sẽ chia sẻ sâu thêm sau. Rồi cái chủ đề thứ hai là tin tức nhé. Và cái chủ đề thứ ba mà tôi muốn chia ra đó là cái dạng vlog hoặc là phim ngắn, hoặc là những cái dạng chủ đề mà nó cần nó phức tạp hơn một chút xíu, bạn hình dung không? Cái từ thì tôi tạm chia nó thành cái ở cái phần thứ ba này, tức là dạng vlog, rồi là phim ngắn, rồi là những cái dạng chủ đề nó cần đến đạo cụ nhiều, rồi là hoặc là các cái cần phải có nhiều nhân vật, hay là đại loại nó sẽ là phức tạp hơn chút xíu trở lên, thì tôi để ở dạng thứ ba, được chưa? Thì với ba dạng này thì tôi sẽ có những cái gợi ý cho bạn ở những cái cách quay video, rồi là những cái công cụ cần thiết, rồi là những cái phần mềm chúng ta cần thiết tối thiểu nhất. Tôi luôn luôn đưa cho các bạn cái đơn giản và tối thiểu nhất. Ví dụ như ở dạng chủ đề số 1 thì là mô típ phổ biến đó là quay màn hình máy tính là chính, bạn hình dung ạ? Giống như là bạn đang xem cái video này thì tôi cũng đang để quay cái màn hình máy tính cộng với cả cái khuôn mặt của tôi nữa, bạn hình dung ạ? Thì đấy là cái mô típ phổ biến của cái dạng chia sẻ kiến thức hay là hướng dẫn này, thì đấy là một trong những cái mô típ phổ biến nhất. Và cái mô típ này nó cũng rất là dễ làm, bạn hình dung ạ? Cái thiết bị tối thiểu để làm cái nội dung này thì các bạn cần cái thiết bị tối thiểu đó là gì? Tối thiểu nhé các bạn nhé, thì bạn chỉ cần có một chiếc laptop. Có chiếc laptop thì luôn luôn có đi kèm theo cái camera của laptop rồi, bạn hình dung ạ? Tối thiểu nhất là bạn chỉ cần một cái chiếc laptop là bạn có thể làm được cái nội dung này rồi, bạn hình dung ạ? Bởi vì là khi bạn chỉ cần bật quay màn hình lên là chiếc laptop đấy nó tự dùng cái camera ở chiếc laptop đấy, nó quay cái khuôn mặt của bạn giống như bạn đang nhìn thấy khuôn mặt của tôi ở trong video này, và quay luôn cả cái màn hình máy tính của bạn, bạn hình dung ạ? Thì đấy là cái thiết bị tối thiểu nhất bạn có thể làm. Còn nếu như bạn đang dùng máy tính cây, bạn đang có cái máy tính cây thì bạn có thể mua hay trang bị thêm một chiếc webcam. Nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có từ mấy trăm nghìn là bạn đã có thể một chiếc webcam rồi, khá nét rồi, bạn hình dung ạ? Còn laptop cũng vậy, laptop thì đa phần là cái webcam của laptop thì đủ có thể bắt đầu làm được, bạn hình dung ạ? Đây là cái mà nó sẽ không nét. Laptop thì đa phần là cái webcam đi sẵn theo laptop nó sẽ không nét, nhưng mà nó cũng đủ dùng nếu như bạn hoàn toàn có thể bắt đầu được, bạn hình dung ạ? Đây là tôi nói đến thiết bị tối thiểu, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái đó để bắt đầu được. Sau khi bạn làm dần rồi, bạn có kết quả rồi, thì lúc đấy hoặc là nó bắt đầu có những cái kết quả, những tín hiệu tốt, hoặc là bạn cảm thấy rằng là mình cần thiết phải nâng cấp lên
và bạn có điều kiện để nâng cấp lên, thì lúc đấy chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm những thiết bị cao cấp hơn, có để cho ra những cái thước phim, cái khung hình nó nét hơn, bạn hình dung không ạ? Cái video nó nét hơn. Rồi, đấy là thiết bị tối thiểu. Còn đâu phần mềm tối thiểu, phần mềm cần thiết thì đó là những cái phần mềm gì? Bạn chỉ cần đơn giản nhất đó là một phần mềm dựng video và một phần mềm về Photoshop, đó là cái phần mềm về chỉnh ảnh đó. Thì cái dựng thì có rất nhiều cái phần mềm dựng, thì tôi gợi ý đến bạn một cái phần mềm dựng đơn giản nhất, đó là Camtasia. Đây là cái phần mềm dựng cực kỳ đơn giản, nó được xếp vào những cái phần, một trong những cái phần mềm nó đơn giản nhất trong việc cắt dựng chỉnh sửa video ở trên máy tính, anh đúng không ạ? Rồi hoặc là bạn có thể dùng Premiere đó, Premiere rồi là ProShow, rất là nhiều cái phần mềm khác nhau, nhưng mà để đơn giản nhất thì phần mềm Camtasia là tôi cảm thấy đó là phần mềm đơn giản nhất, cực kỳ đơn giản, rất dễ làm, rất dễ dùng. Tôi sẽ có cái video hướng dẫn bạn là cái cách sử dụng cắt chỉnh sửa phần cắt chỉnh sửa video bằng cái phần mềm Camtasia này. Tôi sẽ để nó ở trên màn hình phía góc phải màn hình và hoặc là ở phía cuối video này, được chưa? Hoặc là bạn có thể kéo xuống dưới phần mô tả. Tất cả những cái video của tôi ấy, thì khi bạn xem, nếu như bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì bạn hãy kéo xuống dưới mô tả, bởi vì tôi sẽ để rất nhiều cái thông tin hoặc là cũng như là những cái quà tặng hữu ích ở dưới cái phần mô tả video. Thì khi xem kênh YouTube của tôi thì bạn nên kéo xuống dưới phần mô tả, bởi vì tôi sẽ để rất nhiều thứ hữu ích cho bạn ở dưới đấy, được chưa? Rồi, Photoshop nó là cái phần mềm chỉnh sửa ảnh bạn nhé. Chỉnh sửa ảnh thì mục đích là để bạn làm cái ảnh thumbnail cho nó chuyên nghiệp hơn. Bạn đừng nghĩ đến Photoshop là một cái gì nó ghê gớm nhé các bạn nhé. Nó thực sự là một phần mềm rất ghê gớm và có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng mà để chúng ta làm ra một cái bức ảnh thumbnail YouTube ấy, thì nó cũng không cần nhất thiết phải sử dụng rất nhiều thứ ghê gớm của nó đâu. Chúng ta chỉ cần học những cái rất cơ bản thôi là chúng ta có thể làm được rồi, chưa? Đó, chứ không hoặc là bạn không cần Photoshop thì trên online bây giờ cũng có rất nhiều cái cách để chúng ta làm thumbnail, ví dụ như là trang canva.com hay là rất nhiều cái trang khác có thể dùng làm thumbnail, tùy theo cái mức độ bạn muốn muốn gọi là cái ảnh thumbnail của ta chuyên nghiệp đến cỡ nào, được chưa? Còn đơn giản thì có rất nhiều cách đơn giản, ví dụ như bạn vào canva.com bạn có thể làm thumbnail một cách rất đơn giản, được chưa? Đó là cái gợi ý thêm của tôi, được chưa? Rồi cái thứ hai, chủ đề thứ hai, tin tức, thì cái dạng mô típ phổ biến như tôi vừa nói với bạn ở đầu video, đó là cái dạng MC dẫn cộng với cả hình ảnh hoặc là video minh họa đằng sau cho cái audio sau đấy, bạn hình dung ạ? Đấy, cái dạng này là dạng nó giống như kiểu thời sự đấy, bạn hình dung ạ? Giống như là dạng thời sự đó. Đó thì cái đây là cái dạng mô típ phổ biến nhất. Thì để làm cái mô típ này thì cái thiết bị tối thiểu mà bạn làm nó cực kỳ đơn giản thôi, đó là bạn chỉ cần có một chiếc máy tính để dựng video thôi. Thế thì nhắn đến đây thì sẽ có bạn hỏi rằng là đến đoạn này sẽ có bạn hỏi là thế thì còn những cái đoạn video dẫn MC dẫn thì làm như thế nào? Đó, thì MC dẫn xin thưa với các bạn là chúng ta có thể làm hoàn toàn thuê outsource ở ngoài 100%. Bây giờ có rất nhiều cái bên ngoài, các đơn vị, các bạn cá nhân ở bên ngoài, các bạn có thể làm những cái việc này cho chúng ta 100% ở ngoài. Họ tự có máy quay, tự có phòng quay, tự thậm chí là tự dựng cái đoạn video đấy cho bạn luôn, được chưa? Chúng ta chỉ thuê một cái mức rất là rẻ thôi, chúng ta hoàn toàn có thể lên trên YouTube, lên trên Facebook để chúng ta tìm những hội nhóm đó và đăng bài tuyển dụng của chúng ta lên đấy. Nếu như bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái chủ đề này cũng như là cái cách thuê tuyển như thế nào thì bạn có thể tìm cái video là cách kiếm tối thiểu $1,000 trên YouTube mà tôi đã làm trong làm video trước đấy, được chưa? Thì để bạn có thể xem vào đấy, video đấy tôi đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Rồi cái phần mềm cần thiết mà bạn cần để làm cái chủ đề này thì đương nhiên rồi, cũng chỉ là cần phần mềm dựng video và làm Photoshop giống như là cái chủ đề trên thôi. Có thể là Camtasia, Premiere, ProShow, Photoshop. Đó, đấy là những cái phần mềm mà chúng ta cần thiết để làm, được chưa? Rồi, đây là dạng chủ đề cực kỳ đơn giản nha, ai cũng có thể làm được, được chưa? Rồi, cái dạng thứ ba là dạng vlog phim ngắn, thì cái mô típ phổ biến của nó là quay cảnh này, quay nhân vật này, quay hoạt động, quay diễn xuất theo kịch bản, vân vân vân. Có nghĩa là cái cách quay, cái phong cảnh quay, cái bối cảnh quay nó rất là phong phú, được chưa? Và phong phú thì với cái mô típ này thì nó sẽ phức tạp hơn chút xíu. Có thể nhiều bạn nói rằng bạn muốn làm cái chủ đề phim ngắn hay là những cái chủ đề là quay hài, rồi là những cái dạng chủ đề có nhân vật diễn xuất các thứ đó. Đó thì cái dạng này thì đương nhiên rồi, các bạn sẽ nó là dạng chủ đề, nó không phải là một trong những cái dạng chủ đề đơn giản. Bạn hiểu không? Bạn cũng hoàn toàn có thể làm cái chủ đề phức tạp theo cách đơn giản, bạn có thể làm được cái điều đó. Đó, nhưng mà tôi dù sao đi nữa tôi vẫn xếp nó vào một cái dạng chủ đề là không phải là dạng chủ đề đơn giản mà chúng ta có thể làm một cách dễ dàng được ngay
với những cá nhân, với những cá nhân như bạn nha. Tôi đang nói đến những người bạn đang là cá nhân mà có kinh phí thấp, kinh phí không có nhiều, hoặc là các bạn bắt đầu bước vào YouTube nó chưa có nhiều thứ, chưa có thể đầu tư được nhiều thứ, thì đây không phải là dạng chủ đề mà để cho các bạn đủ nguồn lực để bắt tay vào ngay, được chưa? Đó thì đấy là cái mô típ phổ biến. Tuy nhiên tôi vẫn chia sẻ về cái này thì đó là mô típ phổ biến của cái dạng chủ đề này. Và cái thiết bị tối thiểu mà bạn cần có để có thể làm được cái chủ đề này, ví dụ như bạn làm vlog chẳng hạn, vlog thì đương nhiên rồi bạn cũng phần cần phải có một cái quay, máy quay, được chưa? Tức là một cái thiết bị ghi hình thì chính xác hơn. Đó, tối thiểu thì bạn phải có một cái điện thoại có chức năng ghi hình. Đó, cái điện thoại có chức năng ghi hình thì tôi thấy là tôi nghĩ là ai cũng có cái điện thoại có chức năng ghi hình rồi, và bây giờ cái điện thoại nào cũng camera mười mấy megapixel rồi thì nó rất là nét rồi, được chưa? Cách đây nó khoảng 3-4-5 năm ngày trước thì điện thoại quay nó còn mờ, chứ còn bây giờ thì điện thoại nào tôi thấy cũng nét rồi. Đương nhiên thì nó hình ảnh để mà nói về chuyên nghiệp hay là nét hẳn nữa thì đương nhiên nó sẽ không bằng máy quay được, được chưa? Nhưng mà để bắt đầu thiết bị tối thiểu chúng ta bắt đầu thì điện thoại là cái thiết bị đơn giản nhất để chúng ta có thể quay được, đúng không ạ? Hơn nữa bây giờ trên điện thoại cũng có rất nhiều cái app để có thể quay, giúp quay rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp, nó đẹp hơn cả thiết bị quay chuyên nghiệp đó, bạn hình dung không ạ? Tức là chúng ta nếu mà quay cận cảnh khuôn mặt ấy, thì nó làm cho da chúng ta rất là đẹp, được chưa? Rồi, tức là cái chân quay thì rất là đơn giản thôi, bạn chỉ có mua hơn 100.000 cái chân quay để có thể kẹp được cái điện thoại thôi, được chưa? Rồi, và cái tiếp theo đó là một cái máy tính Core i5, cái cấu hình tôi muốn đề xuất với bạn là tối thiểu nó phải là Core i5 trở lên, hoặc là và cộng với cả RAM là phải 4GB trở lên các bạn nhé. Thì để các bạn quay dựng được những cái dạng video này thì nó sẽ nặng hơn chút xíu, cho nên là khi bạn làm cái chủ đề này bạn cần phải cái máy tính có cái cấu hình khỏe một chút. Đây là cấu hình tối thiểu tôi đề xuất, tôi gợi ý cho bạn. Còn đâu đương nhiên chúng ta nếu mà các bạn làm phim ngắn hay là làm dạng cái thước phim nó quay bằng những cái máy quay chuyên nghiệp đó, thì nó sẽ nặng hơn nhiều, thì lúc ấy các bạn cần phải thiết bị nâng cao, được chưa? Bạn cần những thiết bị nâng cao, ví dụ như là bạn cần có micro này, có đèn này, có máy quay này, máy ảnh này, rồi là có chống rung nếu như mà bạn cần quay di chuyển bên ngoài, hoặc là bạn cần phải có team, được chưa? Có đội nhóm đó để làm những cái nội dung cầu kỳ phức tạp, được chưa? Cần diễn xuất, cần nhiều khâu đoạn thì bạn cần phải có team, có đội nhóm, được chưa? Rồi là bạn cần phải có máy cấu hình cao để bạn có cái thước phim nó có cái dung lượng cao, được chưa? Rồi, và cuối cùng đó là cái phần mềm cần thiết, thì nó vẫn là những cái dạng phần mềm như vậy thôi. Bạn cần có phần mềm dựng này, rồi phần mềm Photoshop, được chưa? Đó thì dựng và làm ảnh, tức là dựng hình, dựng video và phần mềm làm ảnh, được chưa? Thì nó có rất nhiều trong những cái dựng video nó cũng có rất nhiều phần mềm. Thì một trong những phần mềm đơn giản nhất tôi gợi ý cho bạn đó là Camtasia rồi, hoặc là Premiere, thì tôi thấy Premiere nó dựng nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều đó. Nếu như bạn làm những cái nội dung chuyên nghiệp thì Premiere nó chuyên nghiệp và nó can thiệp được sâu hơn rất nhiều, được chưa? Và dựng lên hình ảnh nó cũng dễ đẹp hơn rất nhiều. Rồi, đó thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn, cái cách quay video YouTube nó đơn giản, hiệu quả, được chưa? Tôi luôn luôn chia sẻ những cái thứ nó đơn giản mà nó đem lại hiệu quả cao. Và đó chính là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở trong cái nội dung video này. Và nếu như bạn có cái câu hỏi gì, hay có những cái thắc mắc gì, hay muốn tôi làm những cái chủ đề gì, hoặc là có góp ý gì cho tôi thì hãy cứ comment ở phía dưới nội dung video này, bởi vì tôi rất là mong muốn nhận đọc được những cái comment và cái đóng góp hay cái góp ý của bạn. Và nếu như bạn thấy cái nội dung video này hữu ích thì đừng quên là hãy tặng cho tôi một like, ủng hộ tôi bằng cách là like video này, và đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để đón xem những cái nội dung video mới của tôi, bởi vì tôi sẽ còn quay lại với những cái nội dung video hữu ích hơn về kiếm tiền trên YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.